Mến chào quý anh chị khách hàng. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị ba lô đất trồng cây nằm ở cuối đường TX31, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất của chúng ta có diện tích là 4 x 13. Đường vào lô đất là đường 4 m, đường đá xanh và được chủ gửi bán với giá là 490 triệu. Giá này chúng ta còn thương lượng trực tiếp với chủ, và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Và hiện tại là đây là con đường dẫn vào ba lô đất của chúng ta. Đường này thì có chiều ngang là 4 m, xe tải xe ô tô vào thoải mái. Ba lô đất của chúng ta là đất trồng cây và chủ bán với pháp lý là công chứng vi bằng. Vị trí của lô đất chúng ta thì cách ủy ban phường Thạnh Xuân khoảng 700 m, và trong bán kính 1 km chúng ta có chợ Thạnh Xuân, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban, chợ Thạnh Xuân rất là đầy đủ, bách hóa xanh đều rất là đầy đủ. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4 m và chiều sâu là 13 m và được chủ chào bán với giá là 490 triệu. Đây là đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 4 m. Hiện tại thì những lô xung quanh cũng đã được chủ xây móng và đổ cao lên. Đây là hiện trạng xung quanh lô đất của chúng ta. Nếu quý anh chị muốn đầu tư với một số vốn ít thì có thể liên hệ theo Phúc theo số điện thoại góc màn hình tới xem trực tiếp vị trí lô đất, và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.